Là một người trẻ có niềm đam mê với hội họa, đặc biệt là tranh vẽ trên các chất liệu đặc biệt, nên dù sinh sống tại Gia Lai, Uyên Nhi vẫn nán lại Hà Nội chút thời gian nghỉ lễ để đến xem triển lãm Sợi Kết Nối. Tranh lụa mà mình biết đến trước đây ấy, thì thường là các bức tranh sẽ được mô tả về cuộc sống thường ngày này, hoặc là vẽ Phật tổ, Phật giáo. Tuy nhiên thì tại triển lãm Sợi Kết Nối lần này ấy, mình khá là ấn tượng bởi vì là các bức tranh trưng bày ở đây không chỉ là mô tả cuộc sống thường ngày đâu, mà có những bức tranh được vẽ rất là ma mị và trừu tượng, mà nó khiến mình mất hàng giờ đứng trước từng bức tranh để mà tìm hiểu ý nghĩa của nó, để mà có thể hiểu được ý đồ mà họa sĩ thể hiện. Lụa là một trong những chất liệu được đưa vào thể nghiệm sử dụng để giảng dạy và sáng tác trong môi trường đào tạo mỹ thuật ở Việt Nam suốt gần một thế kỷ nay. Trải qua bao thế hệ họa sĩ thăng trầm cùng những biến cố xoay vần của lịch sử, tranh lụa vẫn là một thể loại quan trọng cùng với sơn mài, sơn dầu, giúp gắn kết những tinh thần truyền thống của dân tộc, của cảm thức phương Đông với thẩm mỹ tạo hình hiện đại của phương Tây. Triển lãm có sự góp mặt của nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận và 24 nghệ sĩ từ khoa hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bà Thuận là người đầu tiên dệt thành công lụa tơ sen ở Việt Nam. Một số hiện vật tại đây cũng được mượn trực tiếp từ xưởng thủ công của bà tại làng lụa Phùng Xá. Điều đặc biệt khiến mình chú ý ở cái triển lãm này là toàn bộ những bức tranh ở đây được làm bằng chất liệu tơ lụa. Nó là một chất liệu khá đặc biệt mà nó vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại. Nó có sự kết hợp giữa các ý tưởng đặc sắc nên là mình thấy rất là tò mò. Triển lãm Sợi Kết Nối phần nào mang các chất liệu dân gian đến gần hơn với giới trẻ. Các tác phẩm đa dạng từ cách trình bày, bày trí, kết hợp cùng khung tranh, sơn mài và các chất liệu hiệu ứng hiện đại. Từ hôm khai mạc cho tới nay, Sợi Kết Nối luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả trẻ. Nhiều bạn sẵn sàng đầu tư các bộ trang phục cầu kỳ, phức tạp để đến chụp hình tại triển lãm.